Võ Tấn Phát xin chào quý vị khán giả của Tỷ Lệ May Mắn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai gương mặt, đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối, diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Lê Lộc. Xin mời. Ai quấn em hả? Không, anh vệ sĩ đó, cái là nhiệm vụ của anh. Anh ra anh dọn đường để mời em thôi đó. Tại vì em là bông hoa đẹp nhất trong show ngày hôm nay. Đẹp gái nhất luôn. Không có bông hoa nào khác để so sánh đây. Cho nên là em là số 1. Rất đẹp. Tôi biết lắm luôn á, mỗi lần mà khen tôi là câu trước câu sau bắt đầu diệm hàng. Con chị, con chị ơi. Cái tiếng chửi cũng đẹp. Đẹp nữa. Sao mà em làm cái giống gì cũng đẹp như vậy Lộc? Chỉ có lên hình là không đẹp chứ còn tất cả mọi lên hình là có lúc không đẹp tại vì mình còn phải gạt người này gạt người kia. Dạ. Không anh ơi, cái khúc lên hình là cái khúc quan trọng nhất đó anh. Ôi dạ. Đâu em thử em ai làm em giận đó, em giận thử cái nét giận coi. Trời ơi, giận cũng đẹp nữa. Đâu có lúc em nằm nũng với bạn bè người yêu của em coi. Trời ơi thiệt. Đào em tan chảy á. Đào nhưng đẹp. Thôi bây giờ mình chào khán giả đi chứ. Dạ. Người đẹp nhất hả? Dạ. Không em, không em, đừng ngủ ngang vậy. Chọn giả em ơi, chọn giả em ơi. Khả năng bé nó tới đó rồi. Thôi để tôi chào trước. Chưa mà chưa. Mình phải lấy thiện cảm với khán giả, anh hiểu không? À. Nụ cười đi trước là nụ cười khôn. Quê là quê xương mình quê nhiều. Quê là quê xương mình quá quê. Thưa các bạn, với vai trò là đồng nghiệp của một người đẹp như Lê Lộc thì chúng tôi rất vui khi được gặp lại mọi người trong chương trình Tỷ Lệ May Mắn. Hy vọng là cái sự đẹp này sẽ hỗ trợ cho đội chơi và cho những người thực hiện chương trình để có thể có một chương trình thật tốt. Xin cảm ơn Lê Lộc rất nhiều. Như vậy thôi. Không cần phải nói gì. Mời hai người về vị trí ạ. Mời em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chơi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Lời đầu tiên xin em chào anh Phát và chị Lê Lộc và anh Phi. Em tên là Minh Thoại, em hiện tại đang là người mẫu. Nhìn biết mà. Hôm nay em đến với cuộc vui, hôm nay thì anh có đi cùng với một bạn đó là quản lý của em. Em chào anh MC đẹp trai, em chào hai anh chị. Dạ. Em tên là Lưu Đức Duy, hiện tại em đang là quản lý Thailand. Hai bạn đã hợp tác với nhau trong khoảng thời gian bao lâu rồi? Dạ, cũng được khoảng 2 năm mà. 2 năm với nhau rồi, chắc có lẽ là mình đã hiểu với nhau rất là nhiều về là tính tình, sở thích. Dạ. Và không biết là đội của mình lấy tên gọi là gì ạ? Dạ, đội của tụi em tên là siêu năng lực. Wow. Năng lực siêu phàm. Wow. Năng lực siêu phàm. Dài quá vậy. Dài quá. Siêu năng lực, năng lực siêu phàm. Không anh, không. Siêu năng lực. Còn là cái đoạn mà năng lực siêu phàm là câu số lớn gân anh. Yeah. Xin chúc cái đội siêu năng lực ngày hôm nay thật là siêu phàm và mang thật nhiều tiền thưởng siêu khủng cho đội của mình nhé. Dạ, em mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là đội chơi tiếp theo. Xin mời. Trời ơi. Trời ơi. Dạ, em chào mọi người ạ. Em tên Đặng Minh Tuấn ạ. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em nghề nghiệp em đang theo là diễn viên với là quay phim ạ. Còn đồng đội của mình. Dạ, em chào anh Phát, em chào anh Hoàng Phi, chị Lê Lộc. Dạ. Em tên là Bảo Phúc. Dạ, hiện tại công việc của em là chuyên gia trang điểm ạ. Oh. À, không biết là đội của mình lấy tên là gì ạ? Đây là siêu bình thường. Siêu bình thường. Nhưng bình thường tạo nên phi thường. Xin chúc cho đội siêu bình thường ngày hôm nay mình cứ bình thường mà thắng thôi. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí nhé. Và bây giờ Tấn Phát xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với nội dung câu hỏi đầu tiên. Thành phố Ichikikushikino của Nhật Bản yêu cầu người dân ghi tên lên vật dụng gì? A là túi rác, B chiếc ô. Theo em á là chiếc ô. Có cái bài tại vì hôm mưa em trao chiếc ô. Không anh này, bài của người Nhật anh. Tadakure, tadakure, kanante do. Mình Nhật sub thôi. Em cũng có một số bạn ở bên Nhật. Thì cái thành phố này là một cái thành phố rất là văn hóa và rất là gọi là quy tắc. Mỗi người dân sẽ ghi tên để biết cái túi rác là của nhà nào, của ai.
trong cái hậu đó, nếu như để sai vị trí hoặc là như thế nào đó sẽ là bị nhắc nhở hoặc là bị phạt. Hay. Hợp lý ha. Ví dụ nhà bà A với nhà ông B sát bên, sáng thấy túi rác nằm giữa, không biết túi rác của ai, cái bắt đầu cự lộn. Bây giờ nhìn vô thấy tên của ai là xử lý người đó. Xử lý liền. Hợp lý. Siêu bình thường. Hai bạn nghĩ là đáp án nào? Em nghĩ là chiếc ô. Chiếc ô. Tại vì em hay coi phim của Nhật Ngơ nhiều quá, thì tay cái cầm chiếc ô tôi quay quay vòng 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 bên này. Thì em nghĩ là cái chiếc ô mà mọi người đang nói là chiếc ô trong suốt đúng không? Dạ đúng rồi. Là hình như là biểu tượng của người Nhật luôn á, tại vì đi đâu cũng dễ bắt gặp lắm. Ô thì của người Nhật anh thấy là thường là ô màu đen nhiều á. Bên Hàn thì anh thấy nhiều hơn. Bên Hàn là ô trong suốt nhiều hơn. Em thì em đang thiên về đáp án A là túi rác nha. Ở bên Nhật á, em có biết một cái vụ là ngày xưa người ta hay bỏ những cái bình ga hay là những cái vật liệu cháy nổ vô bao rác luôn. Cái đội mà xử lý rác thải á, gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Thành ra là họ yêu cầu ghi tên lên cái bao rác để hạn chế cái việc dễ gây cháy nổ đó, ảnh hưởng tới nhiều người. Thì em nghĩ là ghi tên lên bao rác có vẻ là phù hợp hơn, tầm 90% ạ. Anh Hoàng Phi thì sao? Ở quốc gia như Nhật Bản thì mọi người đã biết được cái sự ý thức của họ trong những cái tiêu chuẩn cộng đồng. Thì cái việc ghi tên lên trên túi rác thực sự không cần thiết. Phi lại nghiêng về cái chiếc ô hơn. Bởi vì như mọi người biết thì các trẻ em Nhật Bản luôn luôn được giáo dục rất kỹ về chuyện là nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất. Bởi vậy có những cái cửa hàng Nhật Bản họ không cần phải có người bán. Họ chỉ để đồ đó giá tiền và người ta sẽ tới lấy cái gì đó đủ cái số lượng đó cân lên rồi để tiền lại, lấy lại tiền thừa. Họ có những cái hoạt động rất là thú vị về cái chuyện này. Và ngoài ra nữa, ô, ví tiền, rất nhiều người thất lạc ở trên xe taxi, trên tàu điện ngầm gì đó. Thì ngoài cái chuyện yếu tố giáo dục ra thì nó còn là một trong những cái điều để cho người ta có thể dễ dàng trả lại những cái đó cho người bị mất. 90% đến từ Phi. Các bạn thấy sao? Dạ, lúc đầu thì em có suy nghĩ giống chị Lê Lộc là viết tên lên bao rác thì nó hơi phản cảm. Nhạy cảm, dạ. Nhưng nó cũng hợp lý. Tại vì nó còn cho cái cả cái việc ý thức là mình sẽ sử dụng rác nhiều hay ít nữa. Dạ. Và mình sử dụng rác nó như thế nào để không ảnh hưởng tới mọi người nữa. Nó thấy là ý nghĩa hơn là cái việc ghi tên lên chiếc ô. Đó là ý kiến của em. Không, mà em thấy là anh Phi nói đúng hơn chứ. Anh thấy là chị Lê Lộc nói đúng. Ý là, nhưng mà anh phải... Nãy giờ anh nghe thì có thể tin được, nhưng mà... Tới chương trình này thì bây giờ tha lành bật lại bầu số. Bật lại quản lý luôn. Chết rồi, tức quá. Anh Phi, anh phải cho em thêm thông tin đi anh. Chứ em tức quá em. Thông tin, ok. Nếu em cần thông tin, theo những gì mà Phi thấy thì túi rác đúng hơn nha. Tụi em phải tin vào bản thân của tụi em. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Phi lại nghiêng về cái chiếc ô hơn. Bởi vì như mọi người biết thì các trẻ em Nhật Bản luôn luôn được giáo dục rất kỹ về chuyện là nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất. Tại vì nó còn cho cái cả cái việc ý thức là mình sẽ sử dụng rác nhiều hay ít nữa. Và mình sử dụng rác nó như thế nào để không ảnh hưởng tới mọi người nữa. Nó thấy là ý nghĩa hơn là cái việc ghi tên lên chiếc ô. Đội siêu năng lực đã chọn đáp án A là túi rác. Và đội siêu bình thường đã chọn đáp án B, đó chính là chiếc ô. Và để xem đâu sẽ là đáp án chính xác của chúng tôi, xin mời. Và đáp án sẽ được công bố bằng hình ảnh. Xin mời hai đội chơi. Túi rác. Lấm rác kìa. Mấy cái túi đựng pháo hay là gì? Gom là giùm tôi. Và như vậy đáp án A phải ghi tên vào túi rác mới là đáp án chính xác. Và đã mang về 2 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên dành cho đội siêu năng lực. Wow. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Kẻ gây rối là diễn viên Hoàng Phi. Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Và các bạn hãy lưu ý là ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là phong phú. Vậy nên là sẽ có rất nhiều những bản chép khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình mà thôi. Điên tư con thiếu vào chỗ trống, ba chấm, tai trao miếng trầu cao, lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều. A là dơ, B là cầm và C là đưa.
Theo tác giả Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2001. Đưa tay chào miếng, chào câu, lòng tin treo lại cho nhau ít nhiều. Đó là hay hơn là tay thì phải đưa đúng không? Đúng rồi. Đưa tay. Chứ giơ tay nhìn nó kiểu khó chịu. Đưa nghe nó mềm mại, nó thơ ha. Dạ đúng rồi. Giơ tay kiểu. Ca dao tục ngữ ở Việt Nam thì hiện nghiêng về vần hơn, cho nên là em nghiêng về đáp án C. Ừ. Các bạn đội siêu năng lực thì sao? Dạ em nghĩ là câu C anh. Đồng tình với lại siêu bình thường. Dạ đúng rồi. Tại đưa tay trao miếng chào câu, lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều, nghe nó suông hơn là giơ tay rồi cầm tay, nghe nó hơi không có ổn lắm. Em lại trái ý anh. Thì cái chữ cầm nặng hơn. Cầm tay trao miếng chào cao, lòng tin trao nhau là chút gì đó, thì là chữ cầm là ok hơn. Em có siêu năng lực rồi, em có siêu năng lực rồi. Tại vì tự nhiên mình cảm giác được mình có một cái sự đồng điệu gì đó ở đây. Giơ và đưa nó đều là một hành động, nhưng nó không có cái sự tiếp xúc. Còn cầm á thì nó có cái sự tiếp xúc hơn. Và khi mình cầm á thì mình mới cảm, giống như là mình cảm thông cho nhau. Bởi vì có hiểu thì mới có thương. Anh chưa có hình dung được lắm, em có thể thị phạm được không? À, thì thật ra là vậy nè. Em cũng có thể mình tự cầm lấy tay mình. Đúng, mình là hiểu. Người phụ nữ độc lập. Dạ, chính vì thế mà em nghĩ rằng đáp án chính xác là cầm. Cầm 95% ạ. 95%. Cảm ơn người phụ nữ dạ. Độc lập, bản lĩnh, người dạ. Phụ nữ thời đại. Hay giờ có ai chọn đáp án A không ạ? Không à. Không đúng không? Mọi người đều phản ứng nó bởi vì nó quá kỳ cục đúng không? Mọi người đang nghĩ về cái hướng câu này, nghe tới chào câu là nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ. Chắc gì câu này là tình yêu nam nữ. Ví dụ hai người ăn chầu gặp nhau thì cái chuyện mà giơ cái miếng chầu lên để ê tôi có cái miếng chầu ngon lắm nè, trao cho người ta rồi lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều là sao? Có nghĩa là mình không quen người ta nhiều nhưng mà người ta trao cho mình miếng chầu, mình phải tin người ta mình mới ăn. Ví dụ mà mình têm thì mình ăn. Dạ. Yeah. À còn người ta têm mà không người ta nha, không ăn nha. Mà nay nói têm mà người ta tự ăn chứ. Còn cái này là cái gì? Gì? Chào. Cái này là tay trao miếng chầu câu, cái là mình đưa một cái gì đó cho người khác, mình mời người khác. Thì cái lòng tin khi mà nhận cái miếng đó ít nhiều vậy nó cũng phải có thì à. Người ta mới nhận cái đó. Cho nên Phi nghĩ cầm hay đưa nó không quan trọng bằng cái chữ dơ, một cái chữ rất kỳ cục, nghe nó rất là sai. Nó rất là sai với lại một cái ngữ. Nhưng mà nếu mà xét về cái nghĩa là hai người bạn bè gặp nhau yeah. Cùng ngồi ăn chầu thì nó lại là một cái nghĩa khác chứ không phải là chuyện trai gái. Phi nghĩ là A sẽ là 90%. Không biết là đáp án đúng sai nhưng mà em khẳng định luôn là ảnh là người phá gối đó. Sao lại có thể kết luận trong khi ảnh vừa mới dơ miếng trầu cho em. Anh phá gối những cái suy nghĩ của tụi em, ít nhiều em phải trao lòng tin lên cho ảnh chứ. Bây giờ anh có miếng trầu đây không, anh đưa cho bạn đi. Người ta hỏi gạn là nói về tình yêu anh Phi ơi, anh nói là hai thằng bạn ăn trầu tức chết rồi. Đúng rồi, trầu cao là thường người ta liên tưởng tới tình yêu đúng không? Và bây giờ sẽ là 10 giây để cho hai đội chơi bình tâm lại. 10 giây bắt đầu. Xin mời đáp án của hai đội. Cầm á thì nó có cái sự tiếp xúc hơn. Và khi mình cầm á thì mình mới cảm. Cái chữ dơ, một cái chữ rất kỳ cục, nghe nó rất là sai. Nó rất là sai với lại một cái ngữ. Nhưng mà nếu mà xét về cái nghĩa là hai người bạn bè gặp nhau yeah. Cùng ngồi ăn chầu thì nó lại là một cái nghĩa khác chứ không phải là chuyện trai gái. Lại một lần nữa hai đội đã đưa ra hai đáp án khác nhau. Tôi ở đâu? Tôi ở đâu? Tôi ở đâu trong đáp án này? Không ai chịu dơ cả. Thôi, tôi đưa tiền cho các bạn mà các bạn không lấy thì thôi. Dạ, tại vì anh Phi đã làm em mất lòng tin một lần rồi. Lần này em sẽ đặt niềm tin vào chị Lê Lộc. Ngay bây giờ xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Chào và Tân Phát đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi về ca dao tục ngữ như sau: điên tư con thiếu vào chỗ trống, ba chấm, tay trao miếng trầu câu, lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều.
Và đội siêu năng lực đã chọn đáp án C, đó chính là đưa. Và đội siêu bình thường đã chọn đáp án B, đó chính là cầm. Và để xem đâu là câu trả lời chính xác và mang về cho đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác của chúng tôi là... đáp án... B và C đều sai nha. Và đáp án chính xác phải là đáp án A. Theo như lời phân tích của anh Hoàng Phi. Không, gặp em như anh cũng buồn nhiều á. Không, anh quen rồi. Với lại nếu mà buồn bây giờ thì không có còn sức và năng lượng để gạt mấy bạn ba câu sau nữa. Cho nên anh phải giữ một cái tâm hồn đẹp để đến với ba câu giải cao. Chúc tụi em may mắn nhiều nha. Và sau qua hai câu hỏi thì siêu năng lực đang có 2 triệu đồng. Và siêu bình thường thì bình thường thôi. Chúng ta vẫn chưa có tiền. Người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Wow, hay quá, hay. Kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Wow. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Nội dung câu hỏi số 3 như sau. Môn thể thao nào đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32? A. Cờ ốc. B. Võ Jiu-Jitsu. C. Điền kinh. D. Thể dục dụng cụ. Bạn có theo dõi SEA Games không? Ngày nào em cũng bắt theo dõi nè. Ai cũng theo dõi và ủng hộ đội tuyển và quốc gia của mình đi thi cả. Theo em nghĩ thì là môn điền kinh. Tại sao? Điền kinh là môn chạy. Chạy thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho cái khởi đầu nó sẽ về đích tốt hơn. Ok, đó là suy nghĩ của em. Mắc gì cười? Suy nghĩ ta mắc gì cười? Thấy nói chuyện hay. Tự nhiên hay cái cười. Thấy cái chủ thuyết phục nữa. Ủa, em là phải đóng vai trò thuyết phục người ta. Ủa vậy hả? Tại sao người ta nói mà em thuyết phục? Tại vì sao? Thấy bạn nói cuốn quá, bị cuốn theo cái lời nói. Bạn đúng có đồng tình với cái ý kiến đó không? Dạ không. Vậy em nghĩ là đáp án nào? Thật sự á nha, ở 4 cái bộ môn thể thao này á, là đều là những bộ môn thi đấu ở những ngày đầu của SEA Games 32 hết á. Nhưng mà chưa biết là bộ môn nào sẽ giành được huy chương vàng. Không biết là ở đây đội siêu bình thường nghĩ về môn nào ta? Em thì đang phân vân giữa A và C. Nhưng mà em thấy cái A là mới mẻ nhất ở đây. Tại vì cờ ốc là chưa bao giờ đúng có rồi. Ở SEA Games. Dạ. Cờ ốc hình như là môn mới được vào được 32 này. Dạ đúng của rồi. Của nước chủ nhà Campuchia. Lê Lộc cũng đang nghĩ là đáp án A. Nhưng mà bị cái như nào là môn cờ ốc là chưa xuất hiện ở Việt Nam mình luôn. Nhưng mà may mắn chút xíu là nó giống bộ môn cờ vua. Nên thành ra là mọi người chuyển sang chơi cờ ốc, tập luyện cờ ốc trong một thời gian ngắn thôi. Để bắt đầu mình có thể mình thi đấu. Lê Lộc chắc chắn là cờ ốc sẽ là những cái bộ môn thi đầu tiên của SEA Games 32 đó. Tại vì đó là bộ môn của đội chủ nhà mà. Thì chắc chắn là đội chủ nhà sẽ show ra những cái lợi thế. Nhưng mà bên cạnh đó thì Lê Lộc cũng đang nghĩ đến đáp án D là thể dục dụng cụ. Bởi vì năm nay á, họ không thi đấu các nội dung của nữ nữa. Chỉ thi đấu các nội dung của nam thôi. Chỉ lấy duy nhất một vận động viên thắng huy chương vàng ở nội dung cá nhân thôi. Nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thành ra là Lê Lộc nghĩ là nếu mà để thi đấu bộ môn thể dục dụng cụ á, thì đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực rất là nhiều để vượt qua những khó khăn đó. Thì có thể là trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành được huy chương vàng cái đã, để lấy được tinh thần. Thể dục dụng cụ thì Lê Lộc nghĩ là tầm khoảng 85%, còn cờ ốc 90%. Hoang mang ha. Anh sẽ gợi ý cho cả hai đội chơi về bộ môn cờ ốc thì anh không biết là Việt Nam chúng ta có thế mạnh hay không. Dạ. Nhưng anh khẳng định luôn Việt Nam là quốc gia có nhiều quán ốc nhất Đông Nam Á. Nhiều khi ăn ốc nhiều cái mình chơi cờ ốc nó hay á. Công bố đáp án này. Phi thích đáp án điền kinh. Năm nào cũng vậy, đội điền kinh của Việt Nam, chiến thắng của họ luôn luôn làm nức lòng người hâm mộ. Nước chủ nhà mà. Họ có những cái sắp xếp thời gian hay gì đó, đó là luật của họ. Mình tham gia một cái sân chơi và họ đưa ra luật. Và chúng ta sẽ phải theo cái luật đó, dù muốn hay không. Nhưng tất cả những chuyện đó cũng không thể nào làm bớt đi một chút hào quang nào của chị tôi. Hai huy chương vàng liên tiếp ở bộ môn điền kinh. Kể cả nó không đúng thì Phi cũng vẫn muốn chọn. Phi muốn tôn vinh tất cả những người đã bỏ hết cả thanh xuân của mình ra để chiến đấu cho màu cờ sắc áo. Cho nên tôi chọn điền kinh 100%.
lần này là anh trùng ý kiến với anh rồi, là đúng đó. Em sẽ theo chị Lộc. Theo chị Lộc. Tại vì chị Lộc 90% mà một cái người mà mặt xinh như vậy thì không thể nào nói dối được. Ủa anh Phi tới 100% lần á. Mình Phi 100%. Nhưng em thích 90. Cho nên là em nghĩ là kỳ này em phải theo chị Lộc thôi. Anh nghĩ là em thuyết phục đồng đội của mình trước đi đã. Để tham khảo ý kiến của đội đối thủ coi làm sao. Bên em thì đang nghiêng về cái ốc hơn. Còn anh Hoàng Phi, anh cho 100%. Nhưng mà anh lại nói là chỉ là tôn vinh thôi nên là em... Bất tin. Em bất tin. Vậy các bạn nghĩ đi, trong điền kinh không phải chỉ là một môn. Trong điền kinh còn rất nhiều những môn khác. Và những cái hạng mục cá nhân đó thì sẽ thi đấu trong một lượt và sẽ quyết định được người nào chiến thắng luôn. Thì cái xác suất của cái một cái môn thi gồm nhiều cái hạng mục như vậy, cái xác suất nhận được cái huy chương đầu tiên là rất cao. Em không tin. Tôi là trọng tài ở đây. Đã hết thời gian thảo luận rồi. Mời các vận động viên chúng ta chốt đáp án. Mười giây để các vận động viên chốt môn thi đấu kết thúc. Xin mời đáp án ạ. Lê Lộc chắc chắn là cờ ốc sẽ là những cái bộ môn thi đầu tiên của SEA Games 32 đó. Tại vì đó là bộ môn của đội chủ nhà mà. Năm nào cũng vậy, đội điền kinh của Việt Nam, chiến thắng của họ luôn luôn làm nức lòng người hâm mộ. Lần này thì cả hai đội đều chốt đáp án A, đó chính là cờ ốc. Tại em nghe lời anh đó là ở Việt Nam mình có quá nhiều quả ốc cho nên em chọn qua. Không, tại anh thích ăn ốc anh nói vậy thôi. Chứ anh đâu có gì đâu. Em cũng thích ăn ốc nữa. Trời. Sai đừng kiếm là tôi. Sai là đối thủ anh Phát á. Đúng rồi. Tôi sai, tôi mời em tới đây chơi đó. Còn em thì đúng là nãy có nói là môn điền kinh. Nhưng vì có nghe phân tích của Lê Lộc thì nói là môn cờ ốc là môn của chủ đội nhà, chủ nhà. Dạ. Đầu tiên. Trong cái bảng huy chương vàng á thì em thấy là Việt Nam là có những cái huy chương đầu tiên nhất. Thì em chốt lại là cái câu của Lê Lộc là đúng. À, cũng khá logic. Và để xem đâu là môn thể thao mang về 800 tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Xin mời kết quả. Đáp án chính xác đó là môn thể thao cờ ốc. Yeah. Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên đoạt huy chương vàng SEA Games 32 khi đội tuyển cờ ốc nữ với Phương Thảo và Hồng Ân xuất sắc giành huy chương vàng trước một vòng đấu. Và như vậy là với đáp án A đã mang về cho mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Và sau qua 3 câu hỏi thì siêu năng lực đang có 6 triệu đồng. Siêu bình thường đã có được những tiền thưởng đầu tiên 4 triệu đồng. Và người dẫn đường đó chính là vận động viên cờ ốc Lê Lộc. Và kẻ gây rối, vận động viên lạc đường điền kinh Hoàng Phi. Kệ, tôi đem chị tôi lên sân khấu là được rồi. Còn bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Nội dung câu hỏi số 4 thì chắc có lẽ các bạn đội siêu năng lực sẽ là một lợi thế. Tại vì đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến nghệ thuật giải trí. Nội dung câu hỏi như sau. Hạng mục bài hát của năm tại giải thưởng Cống Hiến năm 2023 được trao cho bài hát nào? A. Waiting for you. B. Bên trên tầng lầu. C. Về nghe mẹ ru. D. Hẹn ước từ hư vô. Và E. 22. Trong năm bài này là em thuộc hết luôn á. Ghê vậy ta. Bây giờ năm bài hát mình thuộc hết, mình hát được bài nào không? Chị là người đến sao? Bên đây là bầu xô chắc ta biết nhiều. Còn diễn viên với lại là chuyên gia trang điểm thì mình có cập nhật thông tin này thường không? Cũng có anh. Thì em đang thấy phương án A với C. Tại A nó cũng nổi trội nhất. Riêng câu này thì em không đồng tình với bạn tí xíu là... Tại sao? Em nghĩ là đáp án A là một hiện tượng. Còn Cống Hiến là mình phải một cái chặng đường hơi dài một tí xíu. Để khán giả họ có thể thấy được cái hành trình mình đi. Tại sao anh lại vỗ tay vậy anh Phi? Thích. Thích hả? Chính xác là giải Cống Hiến thì nó phải là một cái quá trình dài. Dạ. Waiting for you thì cũng rất là tuyệt vời. Với một cái
cú đề ba cực kỳ sốc của Mono tạo ra rất nhiều hiệu ứng trong bảng xếp hạng nè. Nhưng Phi thì Phi lại thiên về Hẹn Ước Từ Hư Vô. Chị Mỹ Tâm có một cái bề dày trong cái sự nghiệp âm nhạc, và mỗi cái bài hát đưa ra nó không còn là một cái bài hát theo kiểu để chia sẻ cảm xúc nữa, mà nó còn có rất nhiều yếu tố như là phục hồi, như là mang tới niềm tin, rất nhiều thứ. Cho nên Phi nghĩ là với cái chữ cống hiến thì năm nay chị Mỹ Tâm cũng đã có được những cái thành công, những cái dự án rất là tuyệt vời, làm cho mọi người như là trẻ lại được tới mấy chục tuổi lận. Phi nghĩ là những thứ để lại cho âm nhạc của chị Mỹ Tâm rất xứng đáng với hai chữ cống hiến. Thì em thấy Phi nói cũng đúng, nhưng mà cái đợt trước anh làm câu sai á, anh Tây phong vong không dám chọn anh nữa. À, đó là mục đích của chương trình đó. Còn nếu mà em mà tin chắc ở anh thì chắc anh bị đuổi lâu rồi. Cho nên em cứ mạnh dạn mà tin thôi. Chừng 2 phút nữa thì chúng ta biết kết quả mà, cho nên đừng ngại ngùng gì hết. Anh thì anh chọn chị Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô. Bao nhiêu phần trăm ạ? 85%. Và bây giờ xin mời chiến thần âm nhạc diễn viên Lê Lộc. Thì ở đây Lê Lộc sẽ thiên về hai đáp án là B và E. E, năm 2022 vừa rồi á, bài hát 22 này được đưa vào đề thi của học sinh lớp 10. Em biết bài này ai hát không? Amy đúng không? Amy, dạ. Đúng rồi, sáng tác là bạn Hứa Kim Tuyền. Dạ. Dạ. Thì bài hát này á, đánh mạnh vào thế hệ 2K là bởi vì bài hát này muốn mang thông điệp là muốn nói các bạn trẻ hãy tự tin, mạnh dạn lên. Bởi vì là ai cũng có một cái giá trị và ai cũng đều mang một sứ mệnh khi mà đến với thế giới này. Nên thành ra là bài 22 không chỉ là mang về ý nghĩa giải trí mà còn mang về ý nghĩa nhân văn nữa. Thì không biết là có được giải thưởng cống hiến hay không. Nhưng với riêng đáp án B, Bên Trên Tầng Lầu thì đạt rất là nhiều thành tích và thịnh hành trên YouTube, xuất hiện ở một số trang nền tảng âm nhạc của quốc tế như là Billboard nè. Cuối cùng Lê Lộc sẽ chọn đáp án B với tỷ lệ phần trăm là 95%. Đáp án E là 90% ạ. Hai tỷ lệ cũng khá là sát sao nhau. Cái bài Bên Trên Tầng Lầu này hiện tại bây giờ thì anh Tăng Duy Tân vẫn đang nhận được thêm một hai cái giải cho cái bài Bên Trên Tầng Lầu này nữa mà. Dạ. Cái bài này là em nhớ là tới 40 triệu view lận đó, cho nên em cũng đang nghiêng về cái đáp án B rất là nhiều. Nghiêng lần này những cái lời giải thích của em và đến từ Lê Lộc nó là chính xác. Không, anh thấy là cái tên nó nói lên kết quả luôn ha. Bên trên hiểu, Bên Trên Tầng Lầu rồi, bài hát này lúc nào cũng on top. Và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi suy nghĩ, bắt đầu. Hết chưa? Hết hồn à. Và xin mời kết quả. Phi thì Phi lại thiên về Hẹn Ước Từ Hư Vô. Chị Mỹ Tâm có một cái bề dày trong cái sự nghiệp âm nhạc, và mỗi cái bài hát đưa ra nó không còn là một cái bài hát theo kiểu để chia sẻ cảm xúc nữa, mà nó còn có rất nhiều yếu tố như là phục hồi, như là mang tới niềm tin, rất nhiều thứ. Bên Trên Tầng Lầu thì đạt rất là nhiều thành tích và thịnh hành trên YouTube, xuất hiện ở một số trang nền tảng âm nhạc của quốc tế như là Billboard nè. Wow. Wow, B. Cả hai đội đều chọn đáp án B, Bên Trên Tầng Lầu. Và để xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác. Tự tin lên, tự tin lên. Sẽ được tiết lộ bằng một đoạn âm thanh này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đó chính là âm thanh của quảng cáo ạ. Xin mời. Trời ơi. Xin chào và tôi phải đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi ở câu hỏi số 4 chúng ta đã có một câu hỏi khá là thú vị như sau. Hạng mục bài hát của năm tại giải thưởng cống hiến 2023 được trao cho bài hát nào? Và cả hai đội đều chọn đáp án B, đó chính là Bên Trên Tầng Lầu. Và bây giờ kết quả sẽ được bật mí qua một đoạn âm thanh sau đây. Và như vậy, với đáp án B đã mang về cho mỗi đội 8 triệu đồng tiền thưởng, xin được chúc mừng. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội Siêu Năng Lực đang có 14 triệu đồng. Wow. Yeah. Và Siêu Bình Thường đang có 12 triệu đồng. Wow.
người dẫn đường chiến thần âm nhạc gọi tên Lê Lộc. Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc. Bỏ phần của tôi được không? Người dẫn đường la vậy ok chứ chạy nghe nói bị la vậy quê à? Không sao đâu anh, không sao được được. Anh giới thiệu đi, giới thiệu. Giới thiệu hả? Dạ, giới thiệu. Không biết cái danh xưng nào cho nó xứng với cái tầm của ảnh đó. Kẻ gây rối diễn viên. Em đang gây rối. Cấu hình của em là kẻ gây rối đó Lập. Em giống như là em dồn những cái út ức của hai đội chơi để mình thể hiện cho anh Phi thấy. Chỉ đúng mấy câu mà em thay đổi thái độ thì sao? Câu này mình gỡ gạt lại hình ảnh anh ha. Ok. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi cuối cùng. Theo trang ẩm thực Tas Atlas công bố vào tháng 5 2023, gia vị nào được đánh giá là gia vị tốt nhất châu Á? A. Miso. B. Xì dầu. C. Gochujang. D. Bonju. E. Mirin. F. Bawang goreng. Thực sự thì đọc thì Tấn Phát cũng không biết nó là cái gia vị gì. À để em giải thích cho. Wow, em biết luôn hả? Trời ơi, em biết chính xác con này luôn. Chính xác quá vậy ta. Tại vì em cũng có làm ẩm thực đó nên anh thấy em hơi tròn là như vậy. À. Phải là em mặc. Mà là em đi ăn em cứ thử mọi thứ một miếng một miếng một miếng em phù ra vậy luôn. Cái này là tích lũy kinh nghiệm. Dạ đúng cái rồi. Kinh nghiệm nó phù ra chứ không phải mình mập. Dạ đúng rồi. Rồi đâu câu này mình biết thì mình sửa gợi ý chút thôi. Miso á là một cái loại mà gia vị mà để mình bỏ trong cái súp miso á. Còn mirin là một cái loại rượu. Bonjour là nó cũng như vậy. Thì trong cái câu này á, cái gia vị mà tốt nhất á là gia vị từ xì dầu. Tại sao? Cái gì mà mình lên men là mình ăn đều nó tốt cho sức khỏe, giống như là sữa chua nè. Chao không bạn? Chao nè. Thôi, bạn ấy biết hết rồi. Mình đưa đáp án luôn đi ạ. Một là C, hai là B. C là tương ớt, một loại tương ớt rất đặc trưng của Hàn Quốc. Cái độ cay của tương ớt Hàn Quốc thì không cần phải bàn cãi rồi. Hàn Quốc nó có một cái mùa đông tan nát. Cho nên anh nghĩ là với cái mùa đông đó thì cái đồ ăn của họ buộc lòng nó phải nóng, cay, nồng lên để nó có thể tăng cái nhiệt độ lên, nó tạo cái cảm giác ấm áp trong cái nồi lẩu. Nên Phi nghĩ là tương ớt là đáp án C. Nhưng trong 6 đáp án này thì đáp án vượt trội hơn trên tất cả, có thể áp dụng được với tất cả các nền ẩm thực của các nền văn hóa. Đó là xì dầu. Một cái món phải gọi là rất đơn giản. Xì dầu có thể được nấu rất nhiều món, cay mặn đều dùng được. Anh thích cái câu đó. Với cái sự đa dạng đó thì Phi nghĩ là xì dầu đang có lợi thế cao hơn khi kết hợp với rất nhiều những cái ẩm thực của những quốc gia khác. Xì dầu với 80%. Hai đội là hình như là mình có đáp án rồi. Đúng thì phải rồi. À? Tại vì cái suy nghĩ của Lê Lộc cũng nằm ngoài suy nghĩ của bạn chút xíu nên mình không biết mình nói ra thì hai bạn có. Bây giờ em nói đi anh nghe. Bị phản bác á, bị phản bác á. Thì thứ nhất là em cũng sẽ loại đáp án D và E tại vì nó có liên quan tới một chút xíu rượu và đặc biệt là mirin á là dùng để cho khử mùi và tẩm ướp gia vị thôi. Còn ở đây người ta hỏi là gia vị nào được đánh giá là tốt nhất châu Á. Cái gia vị mà để hỗ trợ tim mạch Lê Lộc biết trong những đáp án này á là miso. Đúng rồi. Thì ngoài cái công dụng của miso là làm được nhiều món ăn ngon, mà bên cạnh đó là miso cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ như là cung cấp men vi sinh nè, hệ tiêu hóa nè, chắc khỏe xương nè, tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường trí nhớ. Tại vì miso nó gọi là đặc trưng của người Nhật nên thành ra là gia vị ở đây là hỏi là gia vị nào tốt nhất của châu Á. Ê, cũng hợp lý nha. Dạ. Không đơn giản mà tuổi thọ của người Nhật là thuộc hàng là cao nhất thế giới. Dạ. Thật ra là có một cái sự đánh lừa trong câu hỏi ha. Được đánh giá là gia vị tốt nhất nha chứ không phải là ngon nhất. Ngon nha. Nhất là câu chuyện khác, còn tốt nhất lại là một câu chuyện khác. Ha. Nhiều khi nó tốt nhất nhưng chưa chắc nó ngon. Tự nhiên em thấy chị Lê Lộc lại nói đúng á anh. Em ơi, cái này là gia vị tốt nhất chứ không phải là gia vị tốt nhất sức khỏe. Không phải, nhưng mà anh hiểu không, là người ta đánh giá là ai là người đánh giá mới quan trọng. Thôi bây giờ trước khi đánh giá thôi, thì chúng mình tổ chức đánh nhau đi chứ bây đánh giờ thấy tôi đi nè, đánh đột tôi lên cao quá rồi. Thôi anh à, chắc qua chương trình mình thấy hai đứa em không hợp nữa, chắc có thể là không nha, cái đó tự quyết nha, đừng có đổ thừa tụi tôi nha. Và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đứa chơi suy nghĩ, bắt đầu. Trong vòng 10 giây ngắn ngủi thôi mà Tấn Phát đã nhận thấy là có hơn 100
cuộc cãi vã. Đến từ hai đội chơi, đội bên đây cãi lành tính hơn, bên đây có vẻ hướng ngoại ha. Cả nước đều biết. Tức hả? Thôi để xem kết quả như thế nào mà các bạn tức. Xin mời đáp án của hai đội. Trong 6 đáp án này thì đáp án vượt trội hơn cho tất cả, có thể áp dụng được với tất cả những nền ẩm thực của các nền văn hóa. Đó là xì dầu. Còn ở đây người ta hỏi là gia vị nào được đánh giá là tốt nhất châu Á. Cái gia vị mà để hỗ trợ tim mạch Lê Lộc biết trong những đáp án này á là miso. Yeah. Wow. Cả hai đội đều chọn đáp án B, đó chính là xì dầu. Và để xem đáp án B có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời kết quả. Đáp án B, xì dầu. Với đáp án này thì cả hai đội đã mang về cho mỗi đội 16 triệu đồng tiền thưởng, xin được chúc mừng. Và sau 5 câu hỏi thì siêu năng lực đang có 30 triệu đồng. Và siêu bình thường đang có 28 triệu đồng. Và kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Và người dẫn đường không ai khác. Nhanh đi ạ, nhanh đi ạ, nhanh đi ạ. Em đang dùng kiếm một cái mỹ từ này đó. À, có rồi, có rồi, có rồi. Và người dẫn đường, nước chấm xì dầu tuyệt hảo Hoàng Phi. Tôi không thích là xì dầu, tôi thích làm nước tương. Và danh sách xếp hạng các loại gia vị tốt nhất châu Á của trang ẩm thực Taste Atlas. Đầu tiên đó chính là nước tương hay còn gọi là xì dầu. Thứ hai là gochujang, thứ ba là miso, thứ tư là sriracha, thứ năm là nước mắm Phú Quốc, thứ sáu là sốt bonju, thứ bảy là mirin, thứ tám là pawan goreng, thứ chín là sốt mayonnaise Kelby và cuối cùng là muối Himalaya. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi của chương trình. Xin mời hai đội chơi cùng người dẫn đường và kẻ gây rối bước lên sân khấu ạ. Khi mà mình giành được chiến thắng ngày hôm nay thì các bạn có cảm xúc như thế nào? Mời em. Chúng ta từ nay về sau là mình anh phải tự lối đi. Ủa, chết mà. Luôn hả? Trời, ủa mình thắng mà. Mình không thắng. Thì hồi nãy anh nói á, nếu mà câu này đúng thì là tự tách ra riêng luôn. Không, vậy thôi về anh Phát đi. Anh Phát có công ty nè. Trời ơi, vì tiền mà hủy hoại một mối quan hệ. Hôm nay là rất là vui khi được tham gia tỷ lệ may mắn và gặp được ba anh chị mà. Sao vui mà nói vui mà không vui ta? Tại mất talent, có tiền. Talent đó chị. Có tiền mà mất talent. Mất talent trên sóng truyền hình có người làm chứng nữa. Ác đoạn này. Còn Thoại thì sao? Cảm xúc như thế nào? Trước tiên thì em xin cảm ơn chương trình đã cho em học được nhiều cái câu hỏi hay và biết được nhiều giá trị và nhiều cái trên đời mà em không chưa biết. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Còn đội siêu bình thường. Dạ, em xin cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để đến đây tham gia chương trình. Đội của tụi em là đội bình thường, nhưng mà hôm nay tụi em về với lại một số tiền cũng... Bình thường. Bất thường. Cũng... Khóc. Tại mình thua đội chiến thắng có 2 triệu quá à. Bé đó không có khóc luôn á, chọt cho con mắt. Đó, tôi tưởng bạn chết cái gì lắm. Còn bạn thì sao? Dạ, em cảm ơn chương trình đã cho em tới đây với lại gặp được ba anh chị. Thì em thấy tới đây cho em rất là nhiều thứ, kiểu là hiểu ích về hiểu biết những vấn đề đó. Xin được cảm ơn hai đội chơi, cảm ơn người dẫn đường và kẻ gây rối. Và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho tất cả ekip của chúng tôi, những người làm nên tỷ lệ may mắn. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.